vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 227 người giảng lão hòa thượng tịnh không xin mời mở kinh văn khoa hội kinh văn tờ thứ 29 kinh văn Đếm xuống hàng thứ hai Đếm xuống hàng thứ hai Phật cáo A Nan, pháp tạng tỳ kheo, tu Bồ Tát hạnh, tích công lũy đức, vô lượng vô biên. Đây là phẩm thứ chín của bổn kinh này viên mãn thành tựu tiêu đề trong cái đoạn lớn này là quả đức viên mãn từ phẩm một mãi đến phẩm thứ bốn mươi hai giới thiệu Y chánh trang nghiêm Của thế giới Tây Phương Tổng cộng phân làm Năm đoạn lớn Cái đoạn thứ nhất là Tổng thị thành Phật Thời xứ Chính là phẩm thứ 9 Cùng thứ 10 nội dung của chỗ này chính là nội dung của phẩm này Phật Sưng tán pháp tạng Tỳ kheo tu hành thành tựu Những chỗ này Chúng ta phải chăm chỉ Nỗ lực Để học tập Bồ Tát Pháp Tạng Chúng ta đọc thấy Ở Kinh văn phía trước Ngài là tu Đại hạnh Của Bồ Tát Phổ Hiền ở trong vô lượng kiếp tích lũy công đức vô lượng vô biên sau khi chúng ta đọc rồi phải tỉ mỉ mà tư duy mà phản tỉnh mà kiểm điểm đặc biệt là trên kinh nói tích công lụy đức cái gì là công cái gì là đức cần phải phân biệt cho rõ ràng công là nói công phu tu hành công phu ở chỗ nào chẳng qua là đoạn ác tu thiện thay đổi tự làm mới phổ hiền hành môn vô lượng vô biên ở trong kinh hoa nghiêm bồ tát đem vô lượng vô biên công hạnh quy nạp làm mười loại lớn đây là mười đại nguyện dương nổi tiếng Đây là Mười khóa mục Chúng ta phải nỗ lực học tập Cũng giống như Bồ Tát Tích lũy công đức Trong khóa mục thứ nhất Nói với chúng ta lễ kính chư Phật. Chúng ta chưa làm được. Chúng ta đối với chư Phật không hề có chút tâm cung kính. đây là lỗi lầm chư phật như lai tại vì sao muốn chúng ta cung kính đối với các ngài lễ kính chư phật có phải là cái ý này không không phải vậy không phải nói chư phật như lai a la hán trở lên tâm thanh tịnh hiện tiền rồi nếu như còn có một ý niệm mong muốn người khác cung kính đối với ta đó là vọng tưởng là phân biệt là chấp trước đó là phàm phu không phải thánh nhân Tại vì sao Bồ Tát dạy chúng ta Điều đầu tiên thì phải tu lễ kính Chúng ta cần phải tường tận Lễ kính là tánh đức Hay nói cách khác Là đức năng tự tánh chúng ta vốn đủ cho nên người tu hành chứng quả không cần nói chứng đại quả chứng quả nhỏ như thanh văn duyên giác họ đối với người đối diệt, đối vật đều có tâm chân thành cung kính vì sao vậy tánh đức tự nhiên lưu lộ ra vốn dĩ chính là như vậy một chút miễn cưỡng cũng không có ở trong đó vốn dĩ chính là như vậy do đây có thể biết tánh đức của chính chúng ta mê mất rồi chúng ta ngày nay đối người đối việc đối vật cống cao ngã mạng không có chút tâm cung kính gì thì sai rồi đây là tâm gì vậy cái này ở trong phật pháp gọi là tâm luân hồi chúng ta đem bổn tánh biến thành tâm luân hồi đây là đặc biệt sai lầm bồ tát giúp chúng ta chỉ có một mục tiêu giúp chúng ta hồi phục tự tánh mà thôi tự tánh chúng ta có đầy đủ vô lượng trí huệ vô lượng đức năng không hề khác biệt với chư phật như lai cho nên trong phật kinh đã nói khóa mục tu học cương lĩnh tu học không có điều nào mà trong tự tánh không sẵn đủ phàm phu chúng ta hiểu sai cho rằng đó là giáo điều của thích ca mâu ni phật phật bồ tát cố ý chế định nhiều thứ hạn chế đây là chúng ta hoàn toàn hiểu sai thấy đều suy đoán sai mà không biết được nó là đức năng của tự tánh vốn đủ Vậy thì do đây có thể biết Phật dạy chúng ta làm như vậy. Đây là phương pháp hồi phục tánh đức. Hoặc giả nói đây là một loại phương thức hồi phục tánh đức đều được. Nếu chúng ta không dùng cái phương pháp này nếu muốn hồi phục tánh đức thì thì khó rồi. Cho nên Sau khi hiểu rõ Cái chân tướng sự thật này Chúng ta đối với Khóa mục tu học Trong kinh điển Tự nhiên liền rất quan hỷ Chăm chỉ mà tu học Lễ Là nói biểu hiện bên ngoài kính là nói nội tâm trong ngoài nhất như đúng như cầu thành ưu trung hình ư ngoại trong nội tâm có thành kính biểu hiện bên ngoài tự nhiên chính là lễ kính chúng ta làm sao có thể không học người tu hành nói bạn tu hành có công phu hay không xem qua tướng mạo của bạn xem qua biểu thái động tác của bạn thì biết được công phu của bạn toàn biểu hiện ở ngay trong động tác dung mạo của bạn toàn biểu hiện ở ngay trong đó nhà phật đã nói oai nghi người thế gian gọi là phong độ xem qua oai nghi của bạn xem qua phong độ của bạn liền biết được công phu tu hành của bạn đến được tận thứ nào Không cách nào Lừa gạt được người Người trong nghề Vừa nhìn liền thấy biết Vì sao chúng ta có thể Không chăm chỉ mà công phu Cái công phu này Chính là đem sai lầm cải đổi lại Đây là công phu Chúng ta bất kính Đối người, đối việc, đối vật làm thế nào đem nó cải đổi lại kính người kính nghiệp kính vật kính nghiệp là nói đối với công tác bổn phận của chính chúng ta chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực mà làm đó là kính nghiệp chư phật Nhất là phải tương tận Tình Kinh Hoa Nghiêm Nói được rất hay Tình giữ vô tình Đồng viên chủng trí Không chỉ tất cả chúng sanh hữu tình Là chư Phật Vì sao vậy? Vì họ có Phật tánh Phàm hệ có Phật tánh đều phải nên làm phật trong phật pháp gọi là vị lai phật tất cả chúng sanh đều là phật vị lai người tu hành phổ hiền họ là phật vị lai thì đem họ xem thành phật hiện tại cung kính như vậy đây là tu hành bồ tát phổ hiền chúng ta phải nên biết. 41 vị pháp thân đại sĩ của thế giới Hoa Tạng tu hạnh phổ hiền. Thế giới cực lạc. Bốn cõi ba bậc chính phẩm. Tất cả đại chúng cũng tu hạnh phổ hiền. Hay nói cách khác Họ xem thấy chúng ta Đều đem chúng ta xem thành Phật hiện tiền Tôn trọng đến như vậy Còn chúng ta xem họ bằng tâm thái gì? Không hề để họ ở trong mắt Cho nên họ thành Phật rồi Chúng ta vẫn là luân hồi bạn muốn hỏi do nguyên nhân gì? Đạo lý chính ngay chỗ này Không có tâm cung kính Đức lễ kính Vô lượng Vô biên Đức thứ nhất trong vô lượng vô biên Đại đức là tiêu trừ ngã mạn. Các vị phải nên biết ngã mạn là căn bản phiền não, tam sân di si mạn. Lễ kính chư Phật, đức thứ nhất chính là đối với ngã mạn mà nói tại vì sao ngài không đem đoạn tham dục đặt ở thứ nhất, ngài đem đoạn ngã mạn để ở thứ nhất, trong đây có đại đạo lý trong đó, bởi vì phổ hiền hạnh nguyện không phải đối với người phổ thông mà nói, hay nói cách khác không phải sơ học. sơ học Bồ Tát giúp bạn trước đoạn tam sân si Hạnh phổ hiền là độ đại Bồ Tát đã có người thành tựu Những Bồ Tát này Họ muốn đem cảnh giới hướng nâng lên cao Chứng nghệ lớn nhất ngay trong đó chúng ta gọi là nghiệp chướng nghiệp chướng lớn nhất chính là ngã mạng vì sao vậy có ngã mạng thì rất khó tiếp nhận giáo huấn của người khác tiếp nhận phê bình của người khác lỗi lầm của chính mình làm thế nào có thể cải đổi lại Gần đây Chế tác thành VCD Liễu Phạm Tứ Huấn Hai đĩa phim kịch truyền hình Tôi nghĩ rất nhiều người đã xem qua Trong đó có một tú tài đi học Trương Úy Nham Ngã mạng đi tham gia thi cử thì không đậu, hét mắng quan chủ khảo, có mắt như mù, học vấn của anh tốt như vậy, văn chương làm được hay đến như vậy, không hề được chọn. Cũng may gặp được một vị đạo sĩ, đạo sĩ xem thấy anh ấy ở nơi đó nổi nóng mắng quan chủ khảo, liền ở bên cạnh nói văn chương của anh nhất định không tốt. Anh ấy liền càng tức giận, ông chưa xem thấy qua văn chương của tôi mà. Làm sao ông biết được dân chương của tôi không tốt Đạo sĩ nói là anh ngạo mạn không có phước Dân chương của anh làm sao có thể làm tốt được chứ Anh ấy cũng xem là không tệ Cũng xem là người có học Còn có thể tiếp nhận Người có thể tiếp nhận Chịu cái đổi tự làm mới Có người này là pháp khí Còn có hy vọng Nếu như một mực tự cho là đúng Không thể tiếp nhận phê bình của người khác Không biết phản tỉnh cải lỗi Có người này Trong kinh Phật gọi là Nhất diễn đề Nhất diễn đề là tiếng phạn Dịch thành ý trung văn là Không có thiện căn Không thể tiếp nhận Khuyến cáo của người có người này không có hy vọng mãi mãi phải đòa lạc ngay trương quý nham cũng không bằng cho nên chúng ta xem thấy pháp tạng làm sao thành phật vì sao có thể thành phật mà còn nhận được tôn kính của tất cả chư phật Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán ở trong bổn kinh đại biểu chư Phật. Tán thán A Di Đà Phật là quan trung cực tôn Phật trung chi vương. Khiêm tốn. A Di Đà Phật rất khiêm tốn. Từ ngay chỗ này các vị liền biết được các vị dị biết được cái gì gọi là công đức khóa một tu học thứ hai xưng tán như lai xã hội chúng ta ngày nay phạm phải đại bệnh nghiêm trọng người xưa chúng ta đã dạy người Gia hòa dạng sự hưng Người cả nhà không hòa Đôi bên hủy bán lẫn nhau Cái nhà này suy Cái nhà này không lâu sẽ bại Đoàn thể Bạn xem thấy người xưa thường nói Nếu muốn Phật Pháp hưng Chỉ có tăng khen tăng Đây là đối với Đạo tràng Chúng xuất gia mà nói Chúng ta muốn hy vọng Phật Pháp hưng dượng ở thế gian này Có thể rộng độ chúng sanh Lợi ích quần chúng Phải nên có cách làm thế nào Đôi bên tán thắng lẫn nhau Nếu như đố kỵ lẫn nhau Hủy bán lẫn nhau Chứng ngại lẫn nhau Phật Pháp này Không lâu liền sẽ diệt vong chúng ta có nghĩ đến hay không bốn chúng đồng tu đều phải biết người xuất gia trong lòng càng làm phải rõ ràng nếu như chúng ta hủy bán tam bảo trong giới kinh kết tội là địa ngục a tỳ phá hòa hợp tăng một trong năm tội nghịch chúng ta không có đem trọng giới này của thế tôn để ở trong mắt làm càng làm quấy đáng sợ. Không hề đem địa ngục A tỳ để ở trong mắt. Giờ ngày nay, tại vì sao Phật pháp suy yếu đến như vậy, không phải không có nguyên nhân? chúng ta ở vào thời đại hiện tiền này đối diện với nhà phật chúng ta phải nên làm thế nào người khác hủy bán chúng ta chúng ta tán thán họ quyết định không hủy bán người hủy bán chúng ta cũng giống như chúng ta chúng ta có lỗi lầm cũng có chỗ tốt con người không hoàn toàn sai cả đời không có việc nào là việc tốt không thể nào là gì đều là thiện ác lẫn lộn họ tạo ra phía bên ác đó chúng ta không nên để ý đến Chúng ta xem thấy phía bên thiện của người khác Chúng ta phải nên tán thán Người xưa thường hay dạy chúng ta Ẩn ác dương thiện Chỉ cần chúng ta cả đời Có thể tuân thủ Chăm chỉ nỗ lực như vậy mà làm Là chúng ta đang hưng Phật Pháp nếu như chúng ta cũng tham gia phê bình những việc đó Vì chúng ta đang làm Phật Pháp diệt đi Lần này tôi ở Hồng Kông Có không ít đồng tu từ Đại Lục Đến nói với tôi đồng tu nhà Phật Ở vùng Giang Tô Vô cùng phản đối Bổn hội tập của Hạ Liên Cư Họ tán tán Đọc tụng bản dịch của Khang Tăng Khải Tôi nói việc này rất tốt mà Tôi tìm một thời gian Đêm quyển của Khanh Tăng Khải Tỉ mỉ giảng có một lần Cúng dường họ Không phải rất tốt sao Các vị ưa thích quyển dịch nào Tôi sẽ giảng cho các vị nghe quyển đó Kỳ thật Chỉ cần khuyên người niệm A-di-đà Phật giảng sanh tịnh độ thì tốt Thì xem là thành tựu rồi Khen mình chê người Là trọng giới Bồ Tát Một điều đầu tiên trong du già dạ Bồ Tát giới bổn Trọng giới chúng ta nhất định phải nên biết xưng tán như lai việc này ở phía trước đều nói qua với các vị trên kinh nói như lai đều là nói tánh đức tánh đức là thuần thiện cho nên người tâm thiện hạnh thiện lời nói thiện chúng ta phải nên xương tán ác tâm ác hạnh ác ngôn của họ không nên để vào trong tâm đây chính là thế tôn ở trong thập thiện nghiệp đạo vì bảo chúng ta bồ tát ngày đêm thường niệm thiện pháp Mỗi vị đồng tu học Phật Đều là Bồ Tát Thế Tôn Vì chúng ta nói thập thiện nghiệp đạo Chúng ta mỗi một đồng tu đều có phần Phải nên tiếp nhận Y giáo vùng hành ngày đêm thường niệm thiện pháp tâm thiện tư duy thiện pháp tư tưởng của chúng ta thiện quán sát thiện pháp sáu căn chúng ta tiếp xúc thiện pháp của sáu trận bất thiện không tiếp xúc hành thiện thân ngữ ý ba nghiệp đều thiện không có bất thiện sau cùng phật có một câu nói càng hay không để chút nào bất thiện xen tạp câu nói này quan trọng chúng ta phải thường hay ghi nhớ ở trong tâm thường hay nhớ lấy thường ghi nhớ trong lòng tiếp nhận giáo huấn của thánh hiền nhân không gì khác chân thật lập chí làm người thiện đệ nhất đẳng thế gian người tốt đệ nhất đẳng đây là đệ tử thánh hiền chư phật như lai chúng ta không làm người giàu chúng ta không làm quý nhân chúng ta muốn làm người thiện chúng ta muốn làm người tốt có một cái chí hướng này tự nhiên liền có thể tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát Bạn mới chịu tích lũy Vô lượng vô biên công đức Thật làm Nếu như các vị Tỉ mỉ mà tư duy Tỉ mỉ mà thế hội thế gian làm người thiện tốt tốt hơn làm quý nhân tốt hơn làm người giàu bạn không nỗ lực mà làm tôi nói tốt với bạn tốt đến trình độ nào bạn cũng không biết được tôi nói với bạn bạn cũng không thể thể hội được Bạn cũng không thể hiểu được Bạn quả nhiên chân thật đi làm Bạn mới biết được tam muội trong đó Vì thì lấy Phật Pháp để nói Bạn được chư Phật hậu niệm Long thiên thiện thần ủng hộ Ngay trong thế xuất thế gian Pháp Không đâu không được lợi Người thế gian đã nói Phùng hung hóa kiết gặp nạn thành tốt bạn nhất định đạt được lời nói này là thật không phải là giả chỉ có người thiện người tốt họ rõ ràng họ tường tận Phổ hiền tu hành mười cương lĩnh Hai điều đầu là Căn bản của đức hạnh Trên kinh Vô Lượng Thọ nói Tích trực đức bổn Câu nói này nói qua rất nhiều lần Tích trực đức bổn Chính là hai câu này Tám câu phía sau Đều là thuộc về cành lá Hai câu này là căn bản Không có cội gốc Thì làm gì có cành lá Cho nên tu hành Công phu muốn có lực Nhất định phải tu từ căn bản Tu căn bản nhà nho chúng ta dạy người Hiếu để Để là kính Có thể tôn trọng người khác Đây là để Cùng mười đại nguyện dương Lễ kính chư Phật Không hề khác biệt Nên có câu nhập tắc hiếu Xuất tắc để Nhập là ở trong nhà Phải tận hiếu đối với cha mẹ Xuất nhất định phải tôn trọng người khác Rộng tu lễ kính Điều thứ ba Để mới nói đến rộng tu cúng dường Cúng dường cùng bố thí là một ý Trong bố thí tâm cung kính ít Trong cúng dường tâm cung kính đầy đủ Cho nên trong cúng dường cũng là tài Pháp vô ý cũng là ba loại này Tài thí, tài cúng dường Nhất định được tài phú Cho nên nhân của tài phú Là từ Bố thí tài mà có Càng thí càng nhiều Nếu như muốn tu cúng dường Vậy thì bạn được càng hùng hậu hơn Dùng tâm chân thành cung kính lấy tài vật cúng dường chúng sanh chúng sanh chính là phật sanh phật không hề khác biệt phật ở trên kinh đại thừa thường nói sanh phật không hai lý sự nhất như những khai thị này là cực trọng yếu chúng ta thường hay đọc thường hay tư duy thường hay quan sát liền sẽ đem cách nghĩ cách nhìn sai lầm của chúng ta tu sửa lại người xưa thường nói sách đọc ngàn lần nghĩa kia tự thấy Hai câu nói này chính là hiện tại chúng ta đã nói Một môn thâm nhập trường kỳ huân tu Chính là cái ý nghĩa này Huân tu thời gian dài Không ngừng huân tu Mới khởi lên được tác dụng Liễu phàm tư huấn Mọi người nếu không thể ở ngay trong một năm Đọc được ba trăm lần thì bạn không khởi được tác dụng Hay nói cách khác Bạn không có công đức Ngay trong một năm Một người đọc qua một lần Đọc qua 350 lần Đây là công Đức là cái gì? Khởi tâm động niệm Bạn liền biết Kiết hung họa phước Đó chính là đức đạo lý tường tận rồi nhân quả tường tận rồi bạn tự nhiên liền sẽ đoạn ác tu thiện đoạn ác hung tai liền tiêu mất tích thiện phước lạc liền đến Đó là đức Bạn không có một tập công Ba trăm biến Thì bạn lấy đâu ra đức Khởi tâm đồng niệm Lời nói việc làm Vẫn cứ tùy thuận phiền não tập khí của chính mình Vẫn cứ ngày ngày đang tạo tác Vô lượng vô biên tội nghiệp Bạn không có đức Ngay trong đồng tu giúp gia chúng ta Cũng có một số tâm ý qua loa đối với giúp đỡ quần chúng rộng lớn luôn luôn có rất nhiều kém khuyết nếu bạn nói họ không có tâm lợi ích chúng sanh họ có bạn nói họ thật có vẫn thường hay quên mất cho nên đạo tâm nếu có nếu không không thể thành tựu công đức truy tìm ngọn nguồn do thời gian quân tu quá ít cảnh giới hiện tiền vẫn cứ là tùy thuận phiền não trí huệ luôn là không thể đề khởi chẳng trách người thông thường nói nghiệp chướng quá nặng đành phải dùng câu nói này câu nói này không giả chân thật là nghiệp chướng quá nặng pháp bố thí chúng ta ở bên đây cung cấp vật phẩm bố thí pháp rất nhiều rất nhiều hiện tại chế tác cũng rất thuận tiện thế nhưng người nghĩ đến không nhiều người mang theo trên người một vật phẩm để kết duyên thì càng ít người chân thật có tâm họ sẽ làm ra khỏi cửa trên người luôn mang theo một ít kinh sách tượng phật những món đồ này gặp được người có duyên họ kết duyên với người Gặp được người có nghi hoặc Hỏi gì người nói Pháp Phải có cái tâm này Phải quan hỷ mà làm Phải thường hay làm Làm không gián đoạn Chúng ta tích lũy công đức không phải sự việc của một đời 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 kiếp kiếp trong phật pháp nói từ sơ phát tâm đến như lai địa không có nghỉ ngơi ngày nào ngày ngày đều đang làm chúng sanh có chúng sanh hữu tình chúng ta không thấy được Đích thực có Không phải không có Ngà ngữ có câu Ngẫn đầu ba thước Có thần minh Đó là chúng sanh vô hình So với mắt thịt của chúng ta Có thể xem thấy Không biết được nhiều hơn gấp bao nhiêu lần Chúng ta có thể gạt người sao bạn có thể chính mình lừa gạt chính mình bạn không thể lừa gạt được chúng sanh cho nên không chăm chỉ làm thì làm sao được chứ cúng dường phải thật tu điều thứ tư sám hối nghiệp chướng tùy hỷ công đức tốt xem thấy người khác có tâm thiện hạnh thiện nguyện thiện chúng ta phải nên tùy hỷ quyết không thể đố kỵ quyết không thể chướng ngại phá hoại cái nghiệp đó tạo quá lớn kết tội lớn nhỏ phải xem người ta cái tâm thiện nguyện thiện hạnh thiện đó ảnh hưởng đến bao lớn bao nhiêu rộng thời gian dài bao nhiêu Giả như cái việc thiện này của họ mặc ảnh hưởng rất rộng nếu như bạn phá hoại nó đi chướng ngại nó cái tội lỗi này thì quá nặng Loại trọng tội này Trong phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhật Kinh Nó được rất rõ ràng Quả báo thật đáng sợ Họ làm là việc thiện nhỏ Mặc ảnh hưởng không lớn Thời gian cũng không dài Cái tội này nhỏ Cái quả báo này tương đối nhẹ Từ những phương diện này Chúng ta nghĩ ngợi nhiều Liền biết được Cho nên người khác có thiện tâm Thiện nguyện, thiện hạnh Chúng ta phải nên tùy hỷ Tận tâm, tận lực Mà giúp đỡ họ Ta không có thời gian giúp đỡ họ Ta cũng không có tài phú đi giúp đỡ họ qua nghị tán thán cũng là tùy hỷ công đức công đức này có bao lớn xem tâm của chính mình tâm chân thành tán thán tùy hỷ công đức cũng là vô lượng vô biên Vì sao vậy Không phải ta không mang tiền giúp đỡ họ Ta không có tiền Không phải ta không muốn đi làm công giúp cho họ Ta không có thời gian Đây là gì? Duyên không đủ Phát tâm viên mãn Phát tâm viên mãn Công đức liền viên mãn phật pháp đích thực không ở hình thức mà ở thực chất thực chất là bạn chân thật phát tâm cho nên chúng ta quyết không nên khinh mạng một số người bần cùng một số người không có địa vị trong xã hội họ không có tiền tài thậm chí thân thể suy yếu nhiều bệnh, họ cũng không có năng lực đi làm việc tốt. Nếu như họ xem thấy người khác làm việc tốt, phát tâm chân thành, tùy hỷ công đức, không thể nghĩ bạc. Những đạo lý này luôn phải hiểu được. Chúng ta chính mình mới biết được làm thế nào tu tích công đức. phía sau có thỉnh chuyện pháp luân có thỉnh Phật trụ thế thỉnh chuyện pháp luân chính là thỉnh các đại đức có đức có tu có học giảng kinh nói pháp khai đạo chúng sanh Những thiện tri thức này Nếu như không có người đến khải thỉnh Cái chỗ này của chúng ta Quần chúng rộng lớn Liền không có cơ hội nghe được Phật Pháp cho nên người khải thỉnh công đức rất lớn phải biết khải thỉnh khải thỉnh cần phải có trí huệ vì sao vậy có trí huệ phân biệt tà chánh phân biệt phải quấy Phật Pháp Đặc biệt ở vào cái thời đại này Có chánh, có tà Thế Tôn ở trong Kinh Lăng Nghiêm Nói với chúng ta Thời kỳ mạt Pháp Chính là chỉ cái thời đại hiện tại này của chúng ta Nói tà sư đối pháp nhiều như các sông hằng Hiện tại lực lượng của tà pháp mạnh Lực lượng của chánh pháp yếu mỏng Tà pháp nhiều Chánh pháp ít Chúng ta mời những đại đức này Đến giảng kinh nói pháp Nếu như mời một tà sư đến nói pháp Không những không có công đức còn có tội nghiệp Vì sao vậy? Mê lầm chúng sanh Cái lỗi lầm này Người thỉnh Pháp Phải gánh lấy trách nhiệm Cho nên thỉnh Pháp Cũng không phải là việc dễ dàng Nhất là cái thời đại hiện tại này Trong nhà Phật Người có thể giảng kinh nói Pháp ít Cho nên đối với quần Dương Chánh Pháp Vô cùng gian nan Người trước tôi ở Hoa Kỳ Hoa Kỳ có rất nhiều đạo tràng rất nhiều đạo tràng, đều là các cư sĩ xây dựng. Những đạo tràng này thông thường đều không có pháp sư trụ trì. Thế mà những đạo tràng này pháp duyên cũng rất hưng thịnh. Thường hay không ngừng lễ thỉnh pháp sư đến giảng kinh nói pháp. Đương nhiên Thuận tiện nhất là Nghe nói một vị Pháp Sư nào đến Hoa Kỳ Đi qua từ nơi đây Phải mau mời họ Pháp Sư cũng thuận tiện Ở trong đầu tràng Ba ngày năm ngày Cùng mọi người giảng khai thị kết duyên Pháp Sư như vậy nhiều giảng pháp môn cũng nhiều thính chúng cũng thường hay nghe sau khi nghe rồi không biết được học pháp môn nào tốt nghe loạn rồi người thịnh pháp khó quá khó quá khó việc này tôi nghĩ không chỉ ở hoa kỳ rất nhiều khu vực đều có cái hiện tượng này là học phật không sai học pháp môn nào mỗi môn đều học không chuyên cho nên tu học cả một đời cũng không có thành tựu Cái nguyên nhân này chúng ta luôn phải biết Thực tế mà nói Hiện tại người biết được không nhiều Khi tôi còn trẻ Ở đời Trung Theo lão cư sĩ Lý Bình Nam 10 năm tôi ở nơi ngài thời gian rất dài mỗi ngày tỉ mỉ quan sát ông ở đại trung trụ trì hai đạo tràng một cái là liên giả phật giáo đại trung một cái là thư viện từ quan hai cái đạo tràng này đều là đạo tràng lão sư ngài giảng kinh nói pháp cẩn dịch vọng tay cư sĩ địa chỉ email vọng tay cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quang, phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện chân thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật Trên đền bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đồng sanh về nước cực lạc Nam Mô A Di Đà Phật